bạn đã đến với chương trình bản tin giải trí tuần này. Chương trình tuần này có những thông tin nổi bật sau. Nữ ca sĩ Thủy Tiên mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình một bức ảnh trong đó có hình ảnh của Công Vinh và ba cầu thủ trẻ U23 Việt Nam. Điều đặc biệt trong đó là có trích dẫn một câu nói của Công Vinh: chắc chắn Việt Nam không thể thắng Iraq, chúng ta phải biết mình ở đâu. Bức ảnh này vài ngày gần đây đã được cộng đồng mạng truyền tay nhau không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, nhiều người đã chỉ trích Công Vinh vì không có niềm tin vào đàn em của mình. Đặc biệt là U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Iraq trong vòng tứ kết U23 châu Á mới đây. Cũng trong bài đăng tải của mình, Thủy Tiên nhắn nhủ người hâm mộ hãy tỉnh táo trước những thông tin cố tình làm hại người như trên. Cô cho biết câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh do Công Vinh làm chủ tịch đã chi 500 triệu đồng để ủng hộ các cầu thủ U23 Việt Nam nên không thể có chuyện Công Vinh phát ngôn như trên trong thời điểm này. Chứng kiến màn trình diễn xuất sắc cùng vẻ đẹp như nam thần của Tiến Dũng, Angela Phương Trinh bất ngờ thổ lộ tình cảm công khai: anh gì ơi, làm người yêu em coi. Không rõ Phương Trinh có thực sự tia Tiến Dũng hay không, nếu cô nàng này có ý định nghiêm túc thì không phải là chuyện đùa. Phương Trinh sở hữu vẻ đẹp nóng bỏng, nhất là vòng 3 vạn người mê, có thể khiến cho Tiến Dũng rất dễ xa lưới tình. Chỉ một dòng trạng thái ngắn ngủi ấy, Phương Trinh đã khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng. Phần lớn fan bóng đá đều vào khuyên can thủ thành U23 Việt Nam chớ dại vướng lưới tình của cô nàng đình đám trong giới showbiz Việt. Một số bình luận chỉ thẳng mặt Phương Trinh là trâu già đừng thích gặm cỏ non. Bên cạnh đó, nhiều fan năn nỉ Phương Trinh hãy tha cho Tiến Dũng. Mới đây, cư dân mạng truyền tay nhau hình ảnh một cô gái không rõ mặt đang thực hiện thủ thuật tiêm môi và cho rằng đó là ca sĩ Bảo Thy. Thậm chí người đăng tải hình ảnh còn tiết lộ rằng bức ảnh được cắt từ một clip thẩm mỹ viện nơi Bảo Thy đã thực hiện thủ thuật làm đẹp. Và khi đăng tải, thẩm mỹ này còn tag tên Facebook của Bảo Thy nhưng bị ca sĩ xóa đi. Ở dưới status chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã vào comment ở phần dưới đều cho rằng việc làm đẹp của Bảo Thy là rất bình thường. Tuy nhiên, một số người vẫn bảo thủ và có những nhận xét chưa tích cực. Có lẽ điều này khiến cho nữ ca sĩ là con gái phải sinh bức xúc. Chia sẻ của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự đồng tình của bạn bè trên Facebook cô. Trên trang Facebook cá nhân của mình, Đàm Thu Trang bất ngờ chia sẻ hình ảnh selfie khá dễ thương, khéo léo khoe nhan sắc xinh đẹp cùng đôi môi quyến rũ ngọt ngào. Kèm theo đó, người đẹp viết: phải chi hôm ấy khiến cho nhiều người ngỡ rằng cô đang vấn vương tiếc nuối về những điều đã qua trong quá khứ. Không ít người cho rằng có khi nào tin đồn cô và Cường Đô La chia tay là sự thật, và điều này khiến cho người đẹp cảm thấy tiếc nuối. Trước đó, trên Instagram cá nhân, Đàm Thu Trang cũng thu hút đông đảo sự chú ý khi đăng tải cận mặt của Cường Đô La. Có thể nói đây là lần đầu tiên nữ người mẫu công khai chia sẻ hình ảnh của bạn trai tin đồn sau nhiều úp mở. Thậm chí cô còn gửi lời cảm ơn tới Cường Đô La và đính kèm hai từ yêu anh vì đã ở bên cô trong ngày sinh nhật. Trên chương trình Keyword BoA của Never TV phát sóng ngày 23 tháng 1, BoA đã có cuộc thảo luận với SM về album sắp tới của mình, qua đó thể hiện sự không hài lòng với vũ đạo mà SM hướng cho cô trong 3 năm qua. Một nhân viên nói rằng chúng ta phải cho công chúng thấy được tại sao lại cần phải nghe nhạc của BoA. Tôi biết là có rất nhiều người ở đây muốn cho mọi người thấy được cô ấy là một cỗ máy nhảy, nhưng thậm chí khi chúng ta dùng rất nhiều tiền để làm một MV đẳng cấp thì mọi thứ vẫn vô nghĩa nếu lượt xem thấp. BoA hoàn toàn đồng ý với ý kiến của nhân viên này. Kay của Sydney cũng có mặt tại buổi họp đã nói rằng em lúc nào cũng băn khoăn về điều này, rằng nên làm ra một thứ nghệ thuật hay làm một thứ thân thiện với công chúng. Chiều tối ngày 25 tháng 1, tại lễ trao giải Seoul Music Awards lần thứ 27 đã diễn ra trong sự mong đợi của người hâm mộ. Năm nay, dù thiếu vắng tên tuổi EXO và Wisty do vướng lịch trình, lễ trao giải vẫn mang đến những sân khấu bùng nổ, được thể hiện với những cái tên đỉnh đám như BTS, One Now One, Super Junior, Blackpink, Seventeen, v.v. Tại buổi lễ trao giải năm nay, hầu hết những tên được sướng lên đều không khiến khán giả bất ngờ. Sau khi Wisty và EXO thông báo không tham dự, người hâm mộ đã sớm đoán được giải thưởng lớn nhất Distang là cuộc đua của BTS và EU. Cuối cùng, BTS đã giành chiến thắng. Tính đến thời điểm hiện tại, BTS đã giành được Distang tại mọi lễ trao giải lớn của Hàn, tuyên bố vị thế thống trị của K-pop 2017. Còn với EU, cô cũng xuất sắc nhận giải album của năm. Trong những ngày đầu năm 2018, một phim Hoa ngữ bỗng một ngày xôn xao về bộ phim truyền hình có tên Cực Quang Chi Luyến của bộ đôi em gái quốc dân Quan Hiểu Đồng và Sát Tỷ Mã Khả. Tuy nhiên, Cực Quang Chi Luyến gây sốt không phải vì nó quá hay, quá hấp dẫn
hay dàn diễn viên quá tốt, mà bởi chất lượng của tác phẩm này vô cùng tệ. Lâu lắm rồi, khán giả mới được xem một bộ phim truyền hình dở đến mức không thể nói lên lời, dở toàn tập toàn phần như thế. E rằng có khi Thượng Cổ Tình Ca sắp sửa bị đàn em Cực Quang Chi Luyến xoán ngôi siêu tác phẩm của năm rồi. Thực tế, Cực Quang Chi Luyến đã lên sóng trên Đài Hồ Nam từ ngày 27 tháng 11 năm 2017, nhưng chỉ đến khi một trích đoạn tệ đỉnh cao của bộ phim được cư dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên Weibo thì công chúng mới bắt đầu chú ý đến tác phẩm này. Có lẽ lỗ hổng về kịch bản Cực Quang Chi Luyến được thể hiện rất rõ nét qua khâu xử lý ngôn từ, lời thoại và tình huống phim. Dường như mọi tình huống trong phim đều có mục đích gây cười, dù đạo diễn vô tình hay cố ý. Chỉ cần diễn viên chính mở miệng là người xem có thể có một tràng cười té ghế. Nhìn chung suốt cả 59 tập phim, Cực Quang Chi Luyến có vô vàn tình tiết lố lăng, khó hiểu và vô tình gây hài. Bản tin giải trí đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.